Rồi em xin chào tất cả mọi người nhé. Nay em em test cái máy uốn mica này trước khi em gửi cho khách này. Đây thì mọi người nhận máy thì làm như em hướng dẫn nha. Rồi. Ở đây nó có một cái cầu chì này. Có sự cố gì thì mọi người kiểm tra cầu chì này nha. Nếu mà nó bị nổ hay gì thì cầu chì nó sẽ nổ trước tiên. Đó, nhiều khi mọi người cắm sai hay là bị chập chạm gì đó. Rồi, bây giờ mọi người cắm cái giác hồ này vô lại, cắm thật chặt nha. Cắm lút kén như vậy luôn. Chứ đừng cắm nửa vời nha, cắm nửa vời thì nó nhiều khi nó chưa ăn điện đâu. Rồi, sau đó kết nối cái dây điện từ cái máng này vô. Đây nó có cái khứa này. Rồi cắm đúng là được. Rồi, xiết cái ốc này cũng được hoặc xiết không xiết cũng được, nó cũng chặt rồi. Rồi, sau đó mọi người cắm điện. Cắm điện 220 luôn. Rồi, mọi người lưu ý là làm đúng từng bước như vậy nha, chứ đừng có cắm điện trước rồi mới cắm cái dây này nha. Chẳng may nó có điện rồi trong cái dây đó mà mình cắm sai cái lỗ cái là nó nổ. Rồi sau đó mình bật nguồn thôi, bật công tắc lên. Và công tắc lên thì đèn nó cũng chưa sáng đâu. Mọi người bật nút nhiệt lên. Đó. Cái đồng hồ này là hiển thị điện áp thôi nhá, chứ không phải hiển thị nhiệt độ đâu. Đó. Thì mọi người cứ vặn hết cỡ lên. Khi nào cái này nó đỏ lên ấy, thì mọi người sẽ giảm xuống. Khoảng 150 hay 160 gì đó. Mọi người giảm tùy vào cái độ dày mỏng của mica nhá. Mica mà càng mỏng thì mọi người càng giảm lại, nếu không nó sẽ bị nổ bọt đấy. Đó. Rồi, thông thường thì mọi người cắm sẽ chờ khoảng chừng 5 phút là nó sẽ đỏ lên nhé. Nó đỏ thì mọi người lưu ý là mọi người sẽ phải giảm lại nhé, đừng có để nóng đỏ rực lên như vậy. Thì vừa hại máy nhé và vừa cái mica của mình nó không tốt nữa. Đó. Mình cứ nướng từ từ thôi. Đây, cái nhựa này nó đã chảy rồi này. Thì bây giờ em chỉ test như vậy thôi nhé. Cái mẫu này nó cũng chẳng có gì để test cả. Cái này giống như là cái bếp nướng, mình cứ bỏ lên, mình nướng ở cái vị trí nào thì mica nó sẽ đỏ lên, nó sẽ mềm ra. Rồi mình đưa ra ngoài mình uốn nhá, uốn như cái góc của mình cần đấy. Chứ còn cái máy này nó không phải là máy uốn nhá, máy này chỉ là giống như là máy làm mềm mica ra thôi. Rồi mọi người lưu ý cái đó dùm dùm em nha. Thì bây giờ em test cho nó chạy như vậy nha. Đó, mọi người thấy này. Rồi khi mà chừng nào nó đỏ lên rồi thì mọi người sẽ giảm lại nha. Thì em test như vậy thôi để biết là máy đã hoạt động rồi em gửi hàng đi cho khách. Rồi mấy cái clip mà uốn thì em đã làm trước đó nhiều clip rồi nhé. Mọi người cần xem thì em sẽ gửi cho mọi người xem. Rồi khi mọi người nhận máy mà không hiểu chỗ nào ấy thì cứ kết bạn Zalo nhé, rồi hỏi em thêm. Còn em hướng dẫn như vậy là đầy đủ hết rồi, mọi người cứ làm y vậy cho em là được. Và mọi người lưu ý cho em cái này này, nếu mọi người nhận hàng mà thấy cái thanh này nó bị méo ấy, thì mọi người chỉnh lại cho nó thẳng vào nhé. Tại vì con ốc này có điện này thì nó phải nằm ngửa lên trời. Nếu mà gửi hàng mà nhiều khi nó bị quay sang một bên ấy, thì mọi người chỉnh lại cho nó thẳng hàng, nó thẳng lên trời là được. Như vậy nó này nó nóng lắm cho nên em không thể nào mà dán keo hay làm gì được đâu. Thì nếu mà sử dụng thì nó để thì nó nằm im như vậy thôi. Rồi, cái video xin đến đây em xin tạm dừng nhé. Mọi người có nhu cầu thì cứ kết bạn Zalo rồi em tư vấn thêm nhé, hoặc là đặt hàng gì đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.